Em xin chào cả nhà. Nay em có đi chợ, em có mua được con cá nè. Cá cha này ngon quá anh. Em làm cá gì? Này em kho lạc anh. Em có mua xà lách nè, xà lách lụa nè, lá cái mình chăm sóc. Em mời cả nhà cho biết cùng em. Dùm lửa cũng cháy rồi, em bắt chở rồi em không cá luôn. Chở cũng nóng rồi, em để dầu vô. Bởi lúc nãy em cũng băm thẳng nè, giờ nóng em cho dầu vô. Bởi vô. Cái này là để miếng màu. Cá này em dần mấy cái mắm cho nó thơm. Bữa nãy em để mấy muối hết. Cá cũng chín rồi. Em để hành cho nó thơm. Đó cô. Cá này cũng như chín rồi, em để hành vô rồi nhắc xuống cơm luôn. Cá cũng nhắc xuống rồi múc ra ăn cơm. Ừ, thấy ngon quá. Giống nha. Đổ một cơm nè. Sáng em đi chợ có mua con cá cha nhà gì có kho lạc rồi cũng kho chín rồi mà cái nhà ăn cơm với tình em mời cái này nhậu cơm với hai chồng em bà mời chú cơm bà mời chú cơm Nhà kia. Nhà của bà.
thì ăn cải không? Ai ngon quá mốt tao làm cái chè mua cải thì gói nè. Cải gói ngon à. Nó giòn. Nó giòn. Cải này ăn cũng ngọt. Đã được á. Dạ. Dạ. Tiền bỏ. Dạ. Ăn dạ con. Dạ. Ăn mắt dạ. Mắt không mắt không có mắt. Dạ không có mắt. Thì anh hỏi có dạ. Có dạ. Có dạ. Có dạ rồi. Yeah.
rồi đấy. Còn trống rồi. Hết này thì cái con đó. Để lên ba hả? Để bể ra. Cho bể ra. Ừ. Ngon quá, ngon quá. Video của em thầy cũng xin kết thúc video tại đây nha nhà. Hẹn cái nhà video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye.